các bạn ơi. Ô. Gió to quá. Dạo này gió nó to quá. Cũng là yếu nên là dụng. Một sáo đâm đầu xuống. Lên thầy ăn đi. Rồi đi, vào đây. Cởi dây vậy. Tú gì? Nặng không? Nó đang thả nó rụng à? Con diều này là diều gì hả Tú? Cánh công. Cánh công. Đây diều cánh công các bạn ạ. Nhìn như con chuột chuồn ấy. Lên ác phết ấy. Giờ mình về mình lấy thêm con diều nữa ra để mình thả. Em mưa quá hết người rồi. Mưa to quá các bạn. Thả thêm dây cái này không đổ được. Em thả thêm dây á, xong mà đây đứng đây, đứng rồi, sạch cái nó này, không bóng nhẹ. Để giữ ta thả dây, cầm máy quay nó không. Trời mưa quá các bạn ơi. To nhỉ? Đấy. Lên át đấy. Diều lên giữa trời mưa. Hoành tráng. Cuốn đi, cứ thế cuốn. Về cái chuối nghiêng nghiêng. Ừ, bù gốc vậy. Ấy, bù thêm hai cây đi, bù thêm một phát dây nữa cho chắc. Đấy. Đây, bù thêm thế chắc khô. Phải để nghi bung quá. Để bung quá chắc. Cái cây này, cái này cũng còn nhổ. Cổ gỗ đây này, cổ gỗ nó nhiều dây chồng với nhau, nó không lo. Đối với mình nó, thôi giờ về thôi, nhanh cũng rớt. Thôi về đi. Thôi về thôi, muốn rớt. Về thôi. Rượt hết người. Điện thoại tắm mưa không biết có sao không.
cầm rồi, đút túi cũng hỏng ngay, ướt này mưa không trúng nước. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nhé. Thành công các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé, bye bye.